Những ngày tháng 12 lịch sử, Thượng tá Trần Hữu Tòng, cựu phóng viên báo Quân đội Nhân dân, lại dành nhiều thời gian tại góc làm việc quen thuộc, hồi tưởng lại những ký ức hào hùng của 12 ngày đêm Hà Nội kiên cường. Thì đang làm báo Tết, đang còn chuẩn bị báo Tết như bây giờ đây. Thì là đêm ấy, là đêm 18 tháng 12, thì chúng tôi đang ở 7 Phan Đình Phùng. Thế thì bỗng dưng là nghe súng nổ âm ào và rung động cả Hà Nội, đồng thời ngồi ở 7 Phan Đình Phùng, nhưng mà khét lẹt cái mùi thuốc bom ở bên Yên Viên. Các loa phóng thanh ấy, thì đều nói rằng, đều phát thanh rằng B-52 đã bắt đầu đánh xuống Hà Nội. Là phóng viên báo Quân đội, bất cứ nơi nào có bom nổ, có bộ đội chiến đấu, tên lửa bắn lên, làng mạc bị tàn phá, thì nơi đó có sự hiện diện của phóng viên chiến trường. Thượng tá Tòng được phân công cập nhật hiện trường tại phố Khâm Thiên sau đợt giải bom B-52 đêm 26 tháng 12. Đêm 26 thì nó đánh xuống Khâm Thiên, thì sáng hôm 7 tôi có mặt ở phố Khâm Thiên. Thì khi nó tan hoang lắm, 30 lần trước B-52 đánh xuống khu phố Khâm Thiên, cả dãy phố Khâm Thiên là nhiều phố trúng bom. Chúng ta như thế có 290 người chết và 140 người và 140 người bị thương. Nhưng mà cái khí thế của nhân dân, lòng yêu thương con người thì không cái gì dọa nạt, đè nén hoặc là làm cho người Việt Nam run sợ cả. Trong 12 ngày đêm kiên cường chống Mỹ, nhiều ngôi chùa cũng đã trở thành căn cứ bí mật, là nơi làm việc, cơ quan chỉ huy đầu não của lực lượng không quân. Đại tá Đinh Văn Đàn, cựu kỹ thuật viên sư đoàn 371, binh chủng phòng không không quân, khi ấy hoạt động trong phòng kỹ thuật, nhận lệnh tác chiến trực tiếp từ chỉ huy tại chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội. Ở chùa Trầm ấy là sở chỉ huy của ta và cái kíp trực hàng ngày là ở chùa Trầm. Thì gồm có cả binh chủng không, chỉ huy của binh chủng không quân, chỉ huy của Bộ Tư lệnh phòng không không quân đều nằm ở đấy. Chúng tôi ở các phòng kỹ thuật hậu cần thì đều phải cử trợ lý thay nhau lên trực bên cạnh các cái cấp chỉ huy để cung cấp các cái phương án sửa chữa hoặc điều động các cái thiết bị để phục vụ cho công tác chỉ huy. Trong thời gian kháng chiến thì chùa Trầm được làm cái địa điểm để đặt cái cơ sở thông tin, tức là mình tạm gọi là cái thông tin liên lạc, cái cơ sở hoạt động của cách mạng. Thế bởi vậy cho nên rằng là cái đấy là cái nơi mà giáp danh giữa thủ đô, cái vùng đồng bằng với một vùng núi và Chương Mỹ vào trong Hòa Bình. Thế bởi vậy cho nên rằng là nó rất thuận tiện cho cái việc mà để chỉ huy, để lãnh đạo đất nước trong cuộc kháng chiến. Với sự chỉ đạo sáng suốt và sự đồng lòng của toàn quân, toàn dân, chiến dịch 12 ngày đêm đã hoàn toàn thắng lợi. Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của dân tộc ta trước kẻ thù xâm lược. Thứ nhất ấy, là tình báo của ta cung cấp thông tin kịp thời. Cái ngày đánh B-52 là tình báo của ta đã biết trước và phòng không quân đã vào báo động 1, tức là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Cái thứ hai là tinh thần của chúng ta lúc ấy là rất tích cực và rất hăng hái. Thực ra cái lúc ấy chúng tôi đi rất nguy hiểm nhưng không ai sợ chết cả, chỉ muốn làm sao để hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày tháng 12 lịch sử này cũng vô cùng ý nghĩa với người chiến sĩ phi công Nguyễn Thanh Quý, là người lái máy bay trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Đối với ông Quý, được trực chiến, được xuất kích, đó là niềm tự hào. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những ngày tháng chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ yên bình bầu trời Hà Nội vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức người lính đã trực tiếp chiến đấu. Cho đến bây giờ, trong mình vẫn luôn luôn nhớ tới tất cả những cái gì mà khí thế hào hùng quyết tâm đánh thắng chiến dịch tập kích đường không của Đế quốc Mỹ và Hà Nội. Cái ngày đó bọn tôi còn trẻ lắm, đều ở xung quanh cái tuổi 20, 22, rất trẻ, cho nên là tất cả của mình là cái nhiệt huyết hăng hái quyết tâm của mình ấy, nó cao lắm, chỉ một lòng một dạ là được xuất kích tham gia chiến đấu
bảo vệ Hà Nội, bảo vệ vùng trời miền Bắc. Trong cuộc đời những người phi công như ông Quý lúc bấy giờ, tất cả đồ dùng, thiết bị chuyên dụng phục vụ chiến đấu được gói gọn trong chiếc thùng sắt đơn giản như thế này. Và giờ đây, nó trở thành nhân chứng sống về một thời vàng son của dân tộc. Với ý chí quyết thắng, sự đồng lòng quyết tâm của mọi tầng lớp, đất nước đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, đập tan cuộc tập kích chiến lược đường không, mang lại chiến thắng lịch sử vẻ vang. Cái cảm xúc người chiến thắng thì có thể là không có gì nó tả nổi cả. Nó như là vỡ hòa trong cái niềm vui chung của cả đất nước. Khắp nơi là chỉ có nụ cười, hoa, thế rồi những cái niềm hân hoan, những cái chào đón những người thắng lợi trở về, thế rồi mình cũng thế. Từ trong khói lửa, từ trong gian nan, từ hy sinh các thứ như thế mà bây giờ mình giành được thắng lợi thì cái niềm tự hào có thể nó gọi là khôn xiết, không gì có thể tả nổi được cái niềm vui của cái ngày chiến thắng cũng như của người chiến thắng cả. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là chiến thắng của chiến tranh nhân dân, toàn diện. Chiến thắng của sức mạnh tinh thần, sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, từ nông dân, công nhân cho đến cộng đồng Phật giáo. Đó là ý chí quyết bảo vệ Tổ quốc với tất cả sự mưu trí, lòng dũng cảm và tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, gian khổ. Bộ đội tên lửa cũng tìm cách đánh, bộ đội không quân cũng tập luyện để làm sao trong điều kiện khó nhất chúng ta cũng cất cánh cũng đánh được. Mỗi một lần địch nó vào nó đánh sân bay thì toàn dân chung quanh sân bay là đến đào đắp và lưu nén để máy bay chúng ta tiếp tục cơ đấy. Chả có nước nào làm được như thế cả. Đó là thế cho nên tôi muốn nói là cái yếu tố thứ ba là sức mạnh tổng hợp toàn dân chúng ta đã tạo nên một cái chiến thắng oanh liệt của quân và dân chúng ta như vậy. Phật giáo thì của ta thì là còn cho đạo âm ở trong chùa thì đủ biết là người ta sẵn sàng là hy sinh như thế nào. Đấy, cái đó là cái mà nó biểu hiện cái tinh thần yêu nước. Đấy. Tức là cả là khi mà đất nước tổ quốc mà có giặc thì bất kể là cái gì thì đều là chung lòng chung sức để mà chống giặc ngoại xâm. 50 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vẫn còn nguyên giá trị. Để góp phần làm nên thành công của chiến dịch đó là sự đoàn kết, sự chung tay của mọi tầng lớp từ quân đến dân, từ những trận địa là những tự viện Phật giáo cho đến những pháo đài phòng thủ quân đội. Nhắc lại dấu mốc vàng son này không chỉ là dịp để những người lính trực tiếp tham gia chiến dịch tự hào về những thời khắc lịch sử thiêng liêng mà còn giúp mỗi thế hệ và người dân Việt Nam đều nhớ và biết ơn những chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh để bảo vệ bầu trời miền Bắc, bảo vệ Tổ quốc.